Phú Nhân và Quyền Quyền kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, phóng viên của đài truyền hình SBTN đi đến các quốc gia châu Âu có người Việt sinh sống để gặp gỡ khán giả và đồng hương, để ghi nhận ý kiến đóng góp của khán giả tại châu Âu về cách bắt đài SBTN qua hệ thống SBTN Go với giá 7.99 đồng một tháng. Phóng viên SBTN đi đến đâu cũng được sự thương mến và nhiệt tình ủng hộ của rất nhiều tổ chức, cộng đồng, hội đoàn và đồng hương người Việt tại châu Âu. Thưa quý vị, có đi đến với cộng đồng người Việt tại châu Âu mới thấy được tấm lòng của họ đối với đài truyền hình SBTN. Và cảm tạ tấm lòng của ban tổ chức đã dành cho đài truyền hình SBTN đã mời chúng tôi đến đây để mà có vài lời chia sẻ với quý vị đồng hương về chương trình SBTN Go của chúng tôi cho khán giả của châu Âu. Dạ, trước hết là cảm ơn Nguyên Nguyên, cảm ơn anh Vũ Nhân và cảm ơn đài SBTN. Chúng tôi mời Nguyên Nguyên với lại đài SBTN tới để cho mọi người biết rằng là cũng ở bên Âu Châu này cũng còn rất là nhiều người nghĩ đến Việt Nam, chứ không phải riêng ở bên Mỹ mới nghĩ đến Việt Nam. Thành ra bằng chứng là rất là đông người ở trong cái hội trường ngày hôm nay. Đài truyền hình SBTN Saigon Broadcasting Television Network và có những chương trình phát hành đi tất cả khắp nơi trên thế giới. Và đặc biệt là lần này chúng tôi đến với Europe thì chúng tôi có một chương trình gọi là SBTN Go. Quý vị có thể download những cái app để mà xem mà chương trình của chúng tôi. Quý vị ủng hộ cho chương trình của đài SBTN. Xem SBTN Online TV mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Online TV trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon. Tôi tên là Nguyễn Gia Kiểm. Đài SBTN đó là cái sự sống của cộng đồng, sự sống còn của cái cộng đồng người Việt Nam hải ngoại. Tôi nghĩ rằng là cộng đồng người Việt hải ngoại đó cần giữ cái căn cước Việt Nam, và do đó cần giữ những cái khả năng, những cái dấu hiệu sinh hoạt của cộng đồng. Và chúng ta ủng hộ hay không vẫn phải bảo vệ SBTN, vì nếu không đó, cộng đồng như mất sức sống. Nguyễn Hoài Thanh, không bao giờ chúng ta quên cái bổn phận của một người Việt Nam đang sống trong một đất nước tự do là phải mang tự do, dân chủ đến với quê hương. Đó là nhiệm vụ của tất cả các anh em chúng ta từ già cho tới trẻ. Thưa quý vị, trong gần 20 năm hình thành và hoạt động, đài truyền hình SBTN đã đưa những sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở khắp nơi đến với người Việt ở các nơi trên thế giới. Và điều quan trọng hơn nữa là giữ gìn và bảo tồn được nét văn hóa dân tộc Việt Nam trước năm 1975. Vũ Nhân và Quyên Quyên tường trình cho đài truyền hình SBTN từ Paris, Pháp Quốc.